Trở lại với FPT Shop Channel. Sau một thời gian vắng mặt thì bản tin hot đã quay trở lại. Và hãy cùng chờ xem chúng ta sẽ có những tin tức gì trong bản tin ngày hôm nay nhé. HTC U12 lộ diện với màn hình 5.99 inch, kháng nước và camera kép. Galaxy S9 Plus chiến thắng áp đảo iPhone 10 trong bài kiểm tra tốc độ. Xiaomi Mi Mix 2S lộ ảnh báo chí không hề có tai thỏ. Theo Phone Arena thì chiếc smartphone cao cấp HTC U12 sắp tới sẽ được sở hữu camera kép màn hình 6 inch với tỷ lệ 18:9 kèm với đó là chiếc Snapdragon 845 và khả năng kháng bụi nước IP68. Theo cập nhật mới nhất, toàn bộ thông số kỹ thuật quan trọng của chiếc smartphone cao cấp HTC U12 đã lộ hoàn toàn dù sản phẩm chưa xuất hiện. Cụ thể hơn, tài khoản Twitter Lab24 vốn cũng nổi nhờ tiết lộ thông tin rò rỉ có độ tin cậy cao khẳng định chiếc HTC U12 sẽ được trang bị camera kép 16MP và 12MP, camera selfie 12MP và pin dung lượng 3420mAh. Bên cạnh đó, chiếc smartphone cao cấp HTC U12 cũng được trang bị nội lực thâm hậu với chiếc xử lý Snapdragon 845, RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB. Ngoài ra, sản phẩm tiếp nối mẫu HTC U11 cũng sẽ vẫn có thiết kế thân máy kim loại, kết hợp vật liệu kính ở cả mặt lưng và đạt chuẩn chống nước IP68. Nhiều khả năng HTC U12 sẽ sớm xuất hiện trong tháng 4 2018 với mức giá từ $880. Samsung Galaxy S9 Plus và iPhone 10 có lẽ sẽ là hai đại diện mạnh mẽ nhất của hai ông lớn ngành di động, đó chính là Samsung và Apple. Như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hai chiếc flagship này đối đầu trực tiếp với nhau? Kênh YouTube ZTechCare mới đây vừa tiến hành kiểm tra thực tế tốc độ của hai siêu phẩm Galaxy S9 Plus và iPhone 10. Galaxy S9 Plus sử dụng vi xử lý Exynos 9810, 8 nhân xung nhịp cao nhất 2.8GHz và có 6GB RAM, độ phân giải màn hình Quad HD Plus và hoạt động trên nền tảng Android 8.0 Oreo. Bên kia chiến tuyến, iPhone 10 được trang bị vi xử lý Apple A11 Bionic 6 nhân xung nhịp 2.39GHz, đi kèm RAM 3GB, độ phân giải màn hình là 1125x2436px, đã nâng cấp lên phiên bản iOS 11 mới nhất. Kết quả cho thấy mẫu Galaxy S9 Plus mới đã chiến thắng áp đảo trước iPhone 10 khi gần như ở tất cả các bài lát ứng dụng, máy đều có tốc độ nhanh hơn. Ở phần quản lý đa nhiệm thì kết quả vẫn không thay đổi, với lợi thế RAM 6GB, Galaxy S9 Plus gần như không phải lót lại ứng dụng nào. Vừa qua, những hình ảnh được cho là ảnh báo chí của chiếc Xiaomi Mi Mix 2S đã được rò rỉ trên mạng. Khác với những thông tin rò rỉ trước đây cho rằng chiếc Xiaomi Mi Mix 2S sẽ sở hữu phần tai thỏ phía trên giống như là chiếc iPhone 10, thì những hình ảnh này cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Dù còn nhiều nghi ngờ về tính xác thực, nhưng nếu là sự thật thì Mi Mix 2S với công nghệ Full Screen 3.0 sẽ là smartphone có tỷ lệ màn hình so với thân máy lớn nhất từ trước đến nay. Các viền của chiếc smartphone này cũng nhỏ như là iPhone 10, tuy nhiên nó không hề có rãnh để đặt loa thoại, camera, nên tỷ lệ màn hình so với thân máy sẽ lớn hơn cả iPhone 10. Trước đây, bản vẽ và cả hình ảnh rò rỉ cho thấy Mi Mix 2S sẽ dành riêng một khoảng nhỏ ở góc bên trái màn hình cho camera trước. Tuy nhiên, trong hình ảnh báo chí mới rò rỉ, Mi Mix 2S không có camera trước. Những bức ảnh mới cũng cho thấy mặt sau của Mi Mix 2S, chưa rõ ốp lưng của máy sẽ được làm bằng kính hay là gớm. Máy có camera kép xếp dọc cùng với cảm biến vân tay phía sau. Mặc dù tin đồn gần đây cho rằng Mi Mix 2S sẽ có cảm biến vân tay bên dưới màn hình, tương tự như Vivo X20 Plus UD. Về cấu hình, Mi Mix 2S sẽ sử dụng chiếc Snapdragon 845 với điểm số cực kỳ ấn tượng. Xiaomi cũng chính thức xác nhận rằng Mi Mix 2S sẽ được trình làng vào ngày 27 tháng 3 sắp tới. Và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và subscribe FPT Shop Channel nha. Cũng như là đừng quên theo dõi bản tin hot vào mỗi tối 7 giờ thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo nhé.